Tính đến nay thì BC Cosmetics đã có đến tận 2 chi nhánh và ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ của các bạn. Chính vì vậy mà hôm nay BC Cosmetics quyết định tổ chức một chương trình khuyến mãi cực lớn, phải nói là lớn nhất từ trước đến nay. Chương trình có tên gọi là Chạm Đôi Môi Chạm Trái Tim. Và các bạn thấy đấy, đằng sau lưng Nhu đây đang có rất là nhiều bạn đứng xếp hàng. Nào, cùng Nhu đi phỏng vấn các bạn đó nhé. Mình tên là Hương. Mình tên là Cát Tường. Mình tên là Mỹ Trang. Mình đến đây từ lúc 7 giờ. Mình đã xếp hàng từ khoảng 8 giờ. Thì cũng được gần 45 phút rồi. Mình biết cái này là qua bạn bè của mình hay mua ở đây, mình biết. Mình thấy trên fanpage cách đây 1-2 ngày gì á. Mình thì lướt trên Facebook các bạn thì thấy Facebook của BC có chương trình thì tranh thủ liền. Mình mua rồi. Mình từng mua nhiều rồi, son rồi thì kẻm mày rồi kem dưỡng các loại nhiều lắm luôn rồi. Mình có đặt hàng online chứ chưa có đến tận cửa hàng. Để mình đến với bạn của mình. Cảm ơn BC. Đến với là bé heo nhà mình. Em cảm ơn. Mình mới mua cái Basee Lifting. Dạ, em mua toner với son ạ. Mình mua hai mặt hàng rất là hot và vừa mới về hiện tại, cho nên là mình tới gom ngay. Đó chính là toner 30 day AHA và BHA và cushion water drop của The Face Shop. Rất là tốt, chuyên nghiệp. Mình cảm thấy nhân viên phục vụ thái độ rất là tốt, rất là niềm nở. Cũng vì mình là một khách hàng khá khó tính nên mình hỏi hơi nhiều và các bạn cũng không có kiểu thái độ mà khó chịu đối với mình, cho nên mình thấy mình chấm điểm thái độ nhân viên rất là tốt. Tốt ạ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ BC trong suốt thời gian qua. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ BC nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.